Ngày 9 tháng 7, thông tin từ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương này đang tập trung khắc phục hậu quả do dông lốc dẫn đến sập và tốc mái 209 căn nhà trên địa bàn vào đêm 8 tháng 7. Bên cạnh nhà sập tốc mái, còn có hơn 340 hecta lúa hè thu bị sập, nhiều cây cối, banner, cột điện bị ngã. Hiện mưa lớn và dông lốc vẫn tiếp diễn, nên người dân cần đề phòng tránh thiệt hại về tài sản. Trong khi đó, tại Long An, tuyến đường ven bờ bắc sông Vàm Cỏ Tây thuộc ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng vào ngày 8 tháng 7. Vụ sạt lở xảy ra chỉ sau hơn 2 tuần, tuyến đường được đưa vào sử dụng. Được biết, trong quá trình thi công, công trình nâng đường rải nhựa liên xã này cũng đã bị sạt lở một số đoạn và đơn vị thi công phải khắc phục mới có thể hoàn thành.